chúng ta sẽ đi dây từ lên ngõ tivi, nó rất rầm rà, rất là nhiều dây. Thì những cái thiết bị ngoại vi đó mọi người có thể cắm trực tiếp từ cái ngõ HDMI này. Sản phẩm này á, là chúng ta chỉ cần kết nối một cái dây HDMI duy nhất là từ sản phẩm này cho đến tivi là xong. Cái ngõ HDMI ARC ARC này nó sẽ giúp các bạn có thể là những cái giao thức điều chỉnh có thể là không phải quá nhiều remote. Mọi người có thể dùng cái remote của tivi sử dụng kết nối với Samsung, Sony gì đó thì có thể kết nối trực tiếp. Thì khi mà mọi người chuyển qua chế độ ngõ input karaoke thì cái âm cái con này có thể tự khởi động nguồn, vẫn sẽ hiểu được, nó sẽ chỉnh chung luôn, rất là hay. Quyền lợi của khách hàng nên mình sẽ không đi thiên về, mình không có thể che đậy hay là những cái vấn đề gì hết, mình luôn rõ ràng cho khách hàng trước. Ok, xin chào mọi người. Thì cái video ngày hôm nay Thiên Vũ sẽ chia sẻ đôi điều và đánh giá một dòng sản phẩm mới của thương hiệu Boston Acoustic, mã là BA400. Thì đây là một series khá là với giá thành khá là tốt cho những khách hàng với một cái kinh phí khá là thấp. Thì cái video mục đích ngày hôm nay thì Thiên Vũ sẽ chia sẻ đánh giá trải nghiệm sản phẩm và đưa ra những cái ưu điểm, những cái khuyết điểm, những cái gì đã ok và những cái gì đã chưa ok. Thì mong cái video này sẽ giúp được cho những người tiêu dùng và chúng ta sẽ biết được một sản phẩm và chúng ta sẽ cân nhắc và chúng ta chọn mua một sản phẩm phù hợp với chúng ta. Ok, cái video ngày hôm nay thì đầu tiên thì trước mặt các bạn đây là một cái sản phẩm âm ly tích hợp All-in-One 3 trong 1. Thì các bạn thấy những cái sản phẩm khác, các bạn đã thấy là những tích hợp âm ly như là có công suất, có vang số, ok. Thì cái sản phẩm này á, thì cái mình đánh giá đầu tiên là nó tích hợp luôn cả micro. Trong đó thì để mà có một bộ dàn karaoke thì nó sẽ rất là gọn gàng. Thì nó chỉ cần một cái cặp loa, chúng ta cần một cái âm ly này nữa là chúng ta đã có thể hát tại nhà một cách đơn giản nhất có thể. Rồi bây giờ mình sẽ đi sâu về cái mô tả về cái thiết kế. Thì nói về thiết kế thì do cái series này á, là dành cho tập trung vào những khách hàng gia đình, căn hộ với một kinh phí tương đối vừa phải. Thì cái sản phẩm Boston BA400 này á, thì nó sẽ thiết kế nhỏ gọn hơn. Và cái các bạn có thể nhìn gần vào đây thì sản phẩm này rất là đẹp. Mình đánh giá đầu tiên về cái phần thiết kế ở cái mặt tiền thì khá là sang. Đó. Thì nó chỉ có một duy nhất một nút nguồn, một ngõ USB để chúng ta kết nối setup và một ngõ USB để chúng ta lấy cái sụt nhạc MP3. Đó, và một màn hình cảm ứng ở mặt bên phía cánh phải để cảm ứng để chúng ta có thể cân chỉnh như là lên xuống nhạc hay là chỉnh bass shape, mid shape gì đó. Và các ngõ kết nối hiển thị ở đây. Đó, và cái phần thiết kế này nó chiều ngang nó khá là nhỏ so với những cái thiết bị quy chuẩn. Thì chắc mọi người sẽ thắc mắc tại vì á thì hãng họ cũng không cần phải quan tâm quá về vấn đề là cái sản phẩm này thiết kế ra nó phải kích thước nó phải bằng với lại những thiết bị âm thanh khác, tại vì cái con này nó đã tích hợp tất cả thì nên họ sẽ không quan tâm về cái việc là kích thước phải bằng quy chuẩn với những thiết bị âm thanh khác. Tại vì chỉ cần đặt một con này tại gia thôi là mọi người có thể sử dụng hết được tất cả mọi cái tính năng thiết bị trong đây đã tích hợp gồm hết rồi. Đó. Và cái về cái độ sâu của sản phẩm này cũng khá tương đối là ngắn, nó khoảng tầm một gang tay hơn của mình thôi. Đó, mọi người thấy không? Thì chúng ta có thể đặt vô những cái căn hộ thường thường Vũ thấy có những cái kệ nó chỉ ra khoảng tầm 35 thôi. Đó, thì nó sẽ rất là vừa, chúng ta có thể giấu hoặc là chúng để trên kệ rất là đẹp. Cái độ sâu nó không quá sâu giống như so với những cái cục đẩy hay là những cái cục âm ly công suất lớn, âm ly phổ thông. Đó. Thì cái độ sâu này rất là thích hợp cho những cái căn hộ mà muốn gọn gàng dây nhợ và nó để rất là nhẹ. Và con này tổng thể cái trọng lượng nó chỉ khoảng tầm 12,5 kg thôi. Tổng thể ha mọi người ha. Thì nó bao gồm cả là vang số trong đây, bao gồm luôn cả cái cục đẩy công suất và luôn cả micro trong đây luôn. Thì rất là tiện. Thì cái sản phẩm này rất phù hợp cho những khách hàng gia đình. Chúng ta có thể là mua về chúng ta xài nó dễ xài hơn, những người lớn có thể dễ xài hơn. Có thể làm quà tặng cũng ok. Đây, thì đây ngoài mình cho mọi người xem cái thiết kế phía sau, các ngõ kết nối. Rồi, ok, vào đây. Thì cái ngõ kết nối á, thì mọi người biết là cái con này mình thích nhất là chính là cái trải nghiệm, cái sản phẩm họ thiết kế ra, họ đánh giá và quan trọng về cái trải nghiệm người dùng, đơn giản và đầy đủ tính năng. Thì cái ngõ input thì nó sẽ có bao gồm là hai ngõ micro nè. Và ngõ gain của micro họ cũng giấu phía sau này luôn, mình rất là thích. Rồi các ngõ đường input đầu vào, ví dụ như là nhạc để chúng ta lấy nguồn nhạc vào những cái đầu phát đưa ra, thì nó có optical nè, nó có thêm hai ngõ DVD và ngõ VOD, nôm na là ngõ input 1 và 2 đó mọi người ha.
và ngoài ra nó phụ trợ được cái ngõ out luôn, là hỗ trợ được cái ngõ center nè và subwoofer riêng rồi. Và cái nữa là hỗ trợ luôn là cái ngõ red, là để chúng ta có thể ghi âm, ghi lại cái file hát mà chúng ta có thể hát, chúng ta có thể live stream gì đó, chúng ta lấy âm thanh trực tiếp từ cái ngõ này, rất là hay. Rồi cái điểm hay nữa của sản phẩm đó chính là cái ngõ HDMI. Ở đây HDMI á, họ cho mình á là tổng cộng là 4 ngõ HDMI, thì trong đó là sẽ có 3 ngõ input và 1 ngõ output RC. Thì hãng này thiết kế mình đánh giá cao ở điểm là họ hướng cho người tiêu dùng và những khách hàng. Thì thường thường là những cái thiết bị mà âm ly á, chúng ta phải đi rất là nhiều dây nhợ, những đầu phát, ví dụ như là Android box, đầu ca cộng hay là những cái smart box nào đó, rất là nhiều thiết bị mà ngoại vi. Thì cái thiết kế này nó sẽ giúp cho những khách hàng sẽ đỡ tốn kém về cái vấn đề là dây nhợ. Vì mọi người có thể, hoặc là chúng ta sẽ đi dây từ lên ngõ tivi, nó rất rầm rà, rất là nhiều dây. Thì những cái thiết bị ngoại vi đó mọi người có thể cắm trực tiếp từ cái ngõ HDMI này và sẽ trung gian qua thiết bị của thiết bị cái âm ly này, thì có thể dẫn hình ảnh lên cho cái cả tivi. Nên như vậy á, thì cái sản phẩm này á, là chúng ta chỉ cần kết nối một cái dây HDMI duy nhất là từ sản phẩm này cho đến tivi là xong. Còn ví dụ chúng ta có phát sinh những cái đầu phát, đầu karaoke mà muốn xài truyền tải lên tivi, thì chúng ta có thể cắm trực tiếp tại đây, thì nó sẽ, con này sẽ trung gian bán dẫn lên hình ảnh cho mọi người, thì rất là hay. Nó sẽ tiết kiệm về không gian, tiết kiệm về dây nhợ, mọi người sẽ đỡ phải cực đi âm dây này nọ, rất là nhiều thứ. Đó là cái hay của cái sản phẩm này. Và đặc biệt con này có tích hợp luôn cả một con DAC AC, nói chung là không quá cao cấp, nhưng mà cái con DAC AC này sẽ giúp cho cái việc giải mã âm thanh từ cái tivi xuống. Thật ra cái sản phẩm này họ thiết kế ra là họ sẽ thiên về cái việc là lấy nguồn âm thanh, các bạn có thể hát trên YouTube, lấy nguồn âm thanh từ cái YouTube chở trực tiếp xuống cái đầu này, và trong đây nó sẽ giải mã ra, nó sẽ cải tiến về cái chất lượng âm thanh của cái nguồn phát từ YouTube xuống cho mọi người. Và công suất con này là 400W một kênh các bạn ha, nguồn xung. Thì với cái công suất mà 400W một kênh nguồn xung như vậy khá là lớn so với lại cái kích thước nhỏ này. Nhưng mà nguồn xung và nguồn xuyến nó có một cái khác biệt như thế này. Thì với nguồn xung 400W thì các bạn có thể đánh được một cái cặp loa là khoảng 3 tấc. Nhưng mà đang sử dụng là nguồn xung nên là cái giải âm bass, nếu mà chúng ta bắt mà cái sản phẩm này đánh những cái loa quá lớn thì cái âm bass nó sẽ ra rất là yếu. Cái nguồn xung thì nó điểm mạnh của nó sẽ sử dụng cho cái việc là cái giải mid và giải high. Thì nó sẽ giúp rất là tốt, rất là mượt mà. Ví dụ mọi người muốn mà tiết kiệm hay là không gian chúng ta không muốn xài sub á, thì chúng ta nên xài những cái dòng loa mà đánh, có thể những cái loa full thiết kế ra có thể đánh được âm bass tốt, bù sub được, thì chúng ta nên đánh khoảng tầm cái con loa 2.5 tấc là đẹp. Thì tại vì cái này ưu tiên vào những căn phòng mà nhỏ nhỏ, gọn gọn, tinh gọn lại, thì nó sẽ đáp ứng được 2.5 tấc, đánh rất là khỏe. Đó, thì cuối cái video này thì Thiên Vũ cũng sẽ có một cái video test âm thanh cho mọi người, cũng như là hát thử cho mọi người. Rồi thì sau khi mình nhận cái sản phẩm này và mình đã trải nghiệm á, thì mình sẽ có một số cái đánh giá như thế này. Hiện tại con này có mức giá niêm yết là 12.500.000 so với nhà hãng đưa ra. Nhưng mà mọi người muốn có giá tốt hơn, hoặc là các bạn muốn những cái phần quà khuyến mãi ưu đãi của bên Thiên Vũ, thì các bạn hãy liên hệ với phòng kinh doanh. Rồi cái sản phẩm này á, là mình thấy á, là cái về giá thành, về thiết kế, về tính năng, mình đánh giá rất là ok trong cái tầm giá này. Rất tầm giá, tại vì nó tích hợp là bao gồm micro, mixer, rồi bao gồm luôn cả cục đẩy công suất trong đây luôn, thì nó tích hợp và rất là nhỏ gọn, thì nó rất phù hợp cho rất là nhiều người. Nhưng mà còn cái về trải nghiệm á, thì mình có một cái chưa hài lòng của sản phẩm này, cho đó chính là cái sản phẩm này á, thì khi mà ở đây khi mà mình kết nối, mình dù có hỗ trợ setup bằng máy tính, nhưng mà hiện tại là do sản phẩm này nó còn khá là mới, nên khi mà cái trải nghiệm bằng cái phần mềm mà setup trên máy tính á, thì mình thấy là nó chưa được mượt mà. Mình đang nói về máy tính nha, nó chưa được mượt mà lắm, và nó có một phần delay, nó có cả xử lý EQ đúng không người ha. Rồi nhưng mà nó đôi khi lưu file, kỹ thuật lưu file, nhưng mà nó có một số nó không có lưu lại. Thì ở đây mình một người bán, mình đứng ở cái vị trí là khai thác sản phẩm, và mình chọn lọc sản phẩm, và mình đưa ra những cái giá trị đánh giá của mình cho khách hàng, quyền lợi của khách hàng, nên mình sẽ không đi thiên về, mình không có thể che đậy hay là những cái vấn đề gì hết, mình luôn rõ ràng cho khách hàng trước là như vậy. Thì mình mong cái sản phẩm này sẽ được hãng
xem cái video này sẽ có một phần cải thiện hơn về cái phần mềm. Mình đang nói về phần mềm nha mọi người ha, còn phần cứng mình đang rất là ok về phần cứng, như là công suất rồi âm thanh rất là tốt, về trải nghiệm nhìn thiết kế rất là ok. Nhưng mà còn phần mềm chỉnh trên máy tính đó thì mình thấy chưa ok lắm, cần phải cải thiện điều đó, tại vì nó sẽ gây khó cho cái việc những anh em kỹ thuật viên lắp đặt sẽ hơi bị mất thời gian, nó chưa mượt mà lắm và nó chưa hứng thú lắm. Rồi cái mà mình thích nhất của cái sản phẩm này đó chính là cái khả năng là nó, cái màn hình cảm ứng, dù là all in one nhưng mà cái trải nghiệm cảm ứng của cái sản phẩm này, Boston BA400 thì mình cảm thấy cực kỳ mượt mà, rất là mượt mà, thậm chí là nhanh hơn cái phần cảm ứng, cái độ nhạy của nó còn nhanh hơn cả những cái sản phẩm cao cấp nữa cơ. Thì bây giờ mình sẽ nói thêm một phần vấn đề cảm ứng trên màn hình ha, mình sẽ các bạn những cái trải nghiệm. Ok, thì về cái trải nghiệm mình sẽ test thử các bạn cái tốc độ nhanh của cái phần này nè, các bạn thấy không, nó rất là nhạy, mình chạm vào là nhảy liền và cái mượt mà ở trên cái cảm ứng rất là tốt và nó rất là dễ thao tác và dễ sử dụng. Ví dụ như mình muốn giảm nhạc thì mình cần bấm dấu trừ thôi, mình bấm đây và mình giảm dấu trừ thôi, các bạn thấy không đó. Còn mình muốn tăng micro lên thì mình bấm dấu cộng đó, thấy chưa, rất là nhạy. Nhưng mà cái thời gian tham mà chúng ta nhấn nhanh quá nó sẽ không có phản xạ được đâu các bạn ha. Đó, nhưng mà nó rất là nhạy, chúng ta chạm có thời gian nè, nó như vậy ok nè, đúng không? Đó, mình thấy rất là mượt mà, thật ra trải nghiệm như vậy ok. Đó, độ nhạy bấm back về. Đó, rất là tốt, đó, setting. Rất là đầy đủ, chúng ta có thể chỉnh mid, gain, mid ở tại đây. Đó, giảm xuống, rất là dễ. Hầu như là ai cũng có thể chỉnh được và có thể thao tác được. Đó, các bạn thấy không? Đó, ok. Và chúng ta có thể chỉnh được vogue, effect mat và bao nhiêu effect cao, chúng ta cân được limit luôn, rất là hay. Ngoài ra việc mà rất là nhiều mong muốn nhất đó chính là cái nghe nhạc trên cái máy tính của mình, cái điện thoại của mình, thì con này cái nguồn input của nó các bạn có thể kết nối được Bluetooth. Ngoài việc là kết nối optical những ngõ bằng dây thì ngoài ra con này hỗ trợ có luôn cả Bluetooth nữa, nên là sẽ rất là tiện đó. Rồi cái thứ một cái đánh giá mà mình quan trọng và mình rất là thích trên cái con đi này chính là cái ngõ HDMI ARC. ARC này nó sẽ giúp các bạn có thể là những cái giao thức điều chỉnh có thể là không phải quá nhiều remote. Mọi người có thể dùng cái remote của TV sử dụng kết nối với Samsung, Sony gì đó thì có thể kết nối trực tiếp, thì khi mà mọi người chuyển qua chế độ ngõ input karaoke thì cái âm cái con này có thể tự cái nguồn vẫn sẽ hiểu được, nó sẽ chỉnh chung luôn, rất là hay. Đó. Ok. Thì như vậy thì mình đã phân tích từ A đến Z về cái sản phẩm này, từ cái trải nghiệm, về cái chất âm, những cái khuyết điểm đó thì mình đã đưa ra cho mọi người hết rồi. Những cái gì mà nó chưa ok mình đã nói, mà cái mình chưa hài lòng nhất chính là cái phần mềm chỉnh trên máy tính đó. Còn về cái bên trong thì bây giờ mình xin thêm một phần quan trọng nữa, chính là cái sau phần mềm chỉnh bên trong thì nó sẽ có khoảng 6 cần EQ thì nó sẽ tốt hơn về so với Amply. Thì cái sản phẩm này tốt hơn so với những cái mặt Amply truyền thống vì nó hỗ trợ chống hú, hỗ trợ được cái những cái kênh EQ, xử lý được sub rời riêng, cắt tầng, có lô 2, có đầy đủ, có hai kết đầy đủ, lô kết đầy đủ ha các bạn ha. Rồi, còn nếu mà so với một cái chiếc van số với một cục đẩy chuyên nghiệp thì đương nhiên con này nó sẽ đánh về cái độ lực nó sẽ không khỏe bằng so với một cái con van số, so với một cục đẩy mà đánh rời thì đương nhiên van số thì nó sẽ nhiều và xử lý chi tiết hơn, nó sẽ tối ưu cho kỹ thuật để giúp cái hệ thống nó ok hơn, nó chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà đối với một tầm giá như thế này, mọi người có thể sở hữu và có được những tính năng như thế này thì mình thấy rất là phù hợp và rất là tuyệt vời. Thì mọi người có muốn trải nghiệm sản phẩm này, bạn có thể đến showroom Thiên Phủ trải nghiệm và chúng ta có những cái quan điểm đánh giá thực tế. Ok, thì cái video này mình xin được kết thúc tại đây. Thì mọi người thấy cái chia sẻ video này nếu mà hữu ích cho tất cả người dùng cũng như là những người đang tham khảo những sản phẩm về lĩnh vực karaoke thì đừng quên bấm like kênh và đăng ký kênh và theo dõi nhiều cái video mới nhất của Tư Thiên Vũ để chia sẻ cho những người dùng những cái thông tin tốt. Ok, xin chào, hẹn lại mọi người trong video lần sau, bye bye. Xuân đã đến rồi, rêu rất ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười, cho kiếm người tình xuân đắm đuối. Anh xuân đang vui với đời. Kia trong vạn năm, mặt xuân cho dâng. Khóm hoa nhẹ rung, muôn cây thềm thùng đúng bao nguồn sáng. Bướm say duyên lành, thắm tô trời xanh.
bầy chim tung cánh hót vang đón mừng mùa nắng tươi lành. Ta nghe gió về đang thiết tha bừng buồn tiếng đàn, xuân dưng niềm vui cho ngày xanh không quên lời than. Sầu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa, anh câu xuân tươi hài hòa. Tim em những sao xuyên đã ngủ.